Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm hoàn toàn mới. Tức là thực ra này nói mới thì nó không mới, nhưng mà cái này đấy thì nó mới so với mấy cái những cái trước, là nó rất là gọn nhẹ này. Và nhìn nó ép thì nó là bằng điện đấy, nhưng mà nó lại là có cái chức năng là rất là hay. Đây, sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cùng xem cái sản phẩm. Đây các bạn nhìn này, nhìn nó rất là tổng thể, nó rất là nhỏ gọn này, mà nó lại bằng ép bằng điện nhá. Thì cái này nó có cái công tắc chỉnh ở dưới chân, thì tí nữa tôi sẽ ép cho các bạn xem. Đây, cái này mình sẽ đặt ở dưới chân để mình điều chỉnh dưới chân này. Còn đây là điện, cắm điện nhá, cắm vào cái ổ này. Đó. Cái này nó là ép tuyo, thì nó có ép được tất cả các kích cỡ từ to đến nhỏ. Thì đây tôi để sẵn cho các bạn là cái này là áo đường 3 này, dành cho áo dày nhá. 4 dành cho áo dày. 4 5. Còn đây là áo mỏng. Ép cho áo mỏng này. Đây nó còn là phi 8 này. Thằng này là phi 11.5 này. Đấy, 11.5 này. Còn đây là 13.0. Nó thiếu cái 15.5, nhưng mà đây là mình chưa chuẩn bị được, nhưng mà nó đều ép được hết. Thì đây là như là cái này mình cắm điện đúng không? Đó. Cắm điện thì nó sẽ có công tắc tắt bật này, và cái này là điều chỉnh lực. Điều chỉnh lực theo các cái dòng tuyo nhá. Các loại tuyo thì đây. Nó sẽ hiển thị luôn ở trên đây, thì mình theo cái mức độ của nó là mình điều chỉnh. Thế tôi bật này. Hiển thị luôn. Đây nó cái giá này để mình để các cái vật dụng. Vật dụng như dao này. Đây ví dụ như là dao này. Dao mình để đây, hoặc là các cái đầu co mình để sẵn ở đây. Đó, thì rất là tiện lợi. Thì đây tôi sẽ ép cho các bạn xem một cái áo 3 trước, ống đường 3 nhưng mà ống dày nhá. Hay là mình gọi là tuyo phin ấy. Thì mình sẽ điều chỉnh về cái 3 này là 425. Đây. 425 này. Mình sẽ ép. Điều ở đây. Đó. Ép thì mình cứ để cái đầu này nó bằng vào đây đi. Bằng vào đây là mình ép lên thôi. Đây. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đó. Đấy, khi mình vào rồi là mình điều chỉnh. Điều chỉnh làm sao nó cân. Cân xong bắt đầu là mình ép. Khi cái trên đồng hồ này hiển thị điểm E 007 nhá này. Mình có ép nữa thì nó cũng không ấy được nữa. Không di chuyển nữa. Đó là đã vào hết này. Sau đó là mình sẽ nhả ra. Đó. Các bạn nhìn không? Nhìn này, cái điểm ép của nó nhìn rất đẹp. Đây là áo 3 này. Áo 3 là loại dày nhá. À, thường dày là thường của thằng Galaxy đấy. Đây ví dụ như là áo 3 các loại mỏng này. Tôi sẽ ép cho các bạn áo 3 loại mỏng, tức là phi 8 đấy. Thì mình sẽ điều chỉnh lực của nó về là 400. Đó, 400 nhá. Sau đây mình sẽ đưa vào nhé. Đó. Điều chỉnh về lực này. Đây. Thì đồng hồ hiển thị này đúng E 007. Là về hết cái mức của nó là tự nó ngắt. Lúc mình có cố thì nó cũng không ép vào nữa. Nhả ra này. Đó, nhìn các cái điểm vấu nó vào rất đều và đẹp. Thì đây tôi sẽ ép tiếp một cái áo, một cái ống đường hồi của áo 5. Áo 5 của cái dòng gọi là tuyo dày đấy. Thì mình sẽ lại điều chỉnh lực nhá.
Lực con này là 475. Mình sẽ điều chỉnh lực về 475 này. À, lên 475 này. Đó. Tiếp tục ép. Đó, nhìn thấy chưa? Cho nó đều hết, ngắm nó đều hết xong rồi ép tiếp. Xong. Lực hiển thị này. Nhả ra. Rất đẹp. Thì đây, đây nó là cùng một cái ống đường đẩy này. Đường đẩy nhá. Đường đẩy của áo mỏng. Thì tôi lại ép tiếp cho các bạn. Thì đường đẩy của áo mỏng thì nó là 425. 425. Đó. Ép tiếp này. Mình sẽ đưa về cho cái điểm nó làm sao mà nó khít. Đây nha, điểm dừng của nó đấy. Đây, nó cùng là thằng này. Thì tại sao tôi lại phải nói là cùng một cái ống của nó? Thì mình đã gặp một cái trường hợp mà nó bị một cái ban bệnh, tức là phải tìm mãi mới ra. Tôi sẽ cắt cho các bạn xem. Tức là ép rất là đều và rất khít nhá. Thì cái con này thì tôi đã gặp rồi, cho nên là tại sao tôi nói là mình làm có những cái mà ép mà nó không có cái hạn chế lực ấy thì nó vào rất là sâu. Đây như cái này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Nó khác nhau hoàn toàn. Đây so này. Đấy. Cái này nó không bị top ống mà cái này nó bị top ống. Cho nên là cái này đây là khi làm hay là nó cứ bị đẩy tiêu ra mà nó bị ra hiện tại tượng là điều hòa nó lại không sâu rồi và áp nó rất cao. Hai cái là hoàn toàn khác biệt. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái bộ sản phẩm ép co mili. Nếu mà các bạn có nhu cầu tìm hiểu cái sản phẩm này có thể là add Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho mình cái số điện thoại mình để trên góc màn hình, hoặc là có thể các bạn vào link ở cái phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.